Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ 2, sáng 27 tháng 10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe các tờ trình về dự án luật quản lý ngoại thương, dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi, dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi. Thông tin chi tiết có trên trang nhất báo Nhân dân số ra hôm nay. Bài báo cho biết, thẩm tra dự án luật, Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần xác định rõ chủ thể có trách nhiệm giải quyết bồi thường, nguồn kinh phí bồi thường. Các quy định về trình tự, thủ tục bồi thường cần bảo đảm đơn giản, thuận tiện, chặt chẽ, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại trong việc lựa chọn hình thức giải quyết yêu cầu bồi thường, cần nghiên cứu bổ sung quy định cá nhân, tổ chức bị thiệt hại khi đã có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường thì có quyền lựa chọn hoặc khởi kiện yêu cầu bồi thường tại tòa án hoặc giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại luật này. Với nhân đề doanh nghiệp mắc kẹt, người mua xe chịu thiệt, báo Lao động cho biết. Trong lúc Bộ Giao thông Vận tải đã khai tử giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô cùng với thông tư 19/2012/TT-BG-TVT từ tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương hiện nay vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải có loại giấy này mới được nhập khẩu xe về nước dù là nhà phân phối chính hãng hay không chính hãng. Kết quả doanh nghiệp mắc kẹt vì hợp đồng đã ký, tiền đã trả mà hàng trăm xe với trị giá hàng chục tỷ đồng không đủ điều kiện thông quan. Còn khách hàng có nguy cơ chịu thiệt vì đặt tiền mua xe nhập. Chấn chỉnh hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, bài viết có trên báo Tin tức số ra hôm nay. Theo bài báo, từ đầu tháng 8 đến nay, Tổng cục Du lịch đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra chất lượng các cơ sở lưu trú tại các địa phương trọng điểm phát triển du lịch. Theo Tổng cục Du lịch, chiến dịch kiểm tra chất lượng dịch vụ hệ thống lưu trú toàn quốc nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chấn chỉnh dịch vụ lưu trú bị buông lỏng trong thời gian qua. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Hà Nội Red Tour cho rằng, chiến dịch rà soát, chấn chỉnh các cơ sở lưu trú là khâu đột phá cho du lịch. Khi những người làm du lịch cải thiện được những kỹ năng mềm, thái độ phục vụ với du khách, thì chất lượng sản phẩm du lịch cũng như hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ được nâng lên. Năm học 2016-2017 là năm thứ hai ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc triển khai việc dạy và học theo mô hình trường học mới VNN ở 18 trường trung học cơ sở. Nhận định về hiệu quả từ mô hình này, báo Vĩnh Phúc cho rằng, bên cạnh những ưu việt của mô hình, trong quá trình triển khai, các trường trung học cơ sở trên địa bàn vẫn gặp không ít khó khăn, trở ngại. Vì vậy, theo bài báo, để việc tổ chức dạy và học theo mô hình trường học mới VNN ở bậc trung học cơ sở đạt hiệu quả, các nhà trường cần được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học. Đội ngũ giáo viên giảng dạy phải được đào tạo, tập huấn thường xuyên để cập nhật với chương trình, kiến thức và phương pháp dạy học mới. Thường xuyên đánh giá, tổng kết chất lượng giáo dục theo mô hình mới. Đồng thời, hội đồng sư phạm nhà trường cần tổ chức những buổi trao đổi với phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh đối với việc triển khai dạy và học theo mô hình trường học mới VNN nhằm từng bước đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Bản hiệp định lớn thua 3,5 triệu người là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Nông nghiệp Việt Nam số ra hôm nay. Bài báo cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do EU-Canada sau cuộc hội đàm suốt 7 năm đã không được ký kết như dự định vào ngày 27 tháng 10 năm 2016, mà phải dừng lại do sự phản đối của chính quyền vùng Guangdong thuộc Bỉ. Guangdong, khu vực với dân số 3,5 triệu người ở miền Nam nước Bỉ, đã trái ý với EU, cộng đồng có hơn 500 triệu dân. Bộ trưởng Thương mại Canada nói rằng, chúng tôi đã thực hiện công việc của chúng tôi. Bây giờ quả bóng đang nằm trong phần của châu Âu. Trước đó, EU đã đưa ra đề xuất mới và kèm theo tối hậu thư yêu cầu Bỉ đưa ra quyết định rõ ràng đối với việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EU-Canada. Thủ tướng Bỉ cho biết, chính phủ liên bang, cộng đồng nói tiếng Đức và vùng nói tiếng Hà Lan đã nhất trí, song vùng Guangdong, chính quyền thành phố Brussels và cộng đồng nói tiếng Pháp đã nói không với hiệp định. Với nhân đề Philippines chưa chính thức đề xuất thay đổi liên minh với Mỹ, báo Quân đội Nhân dân cho biết, mặc dù trong thời gian gần đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte liên tiếp đưa ra những phát biểu liên quan tới quan hệ đồng minh với Mỹ. Tuy nhiên, Washington chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Manila về những thay đổi cụ thể trong liên minh. Thông báo với báo giới ngày 26 tháng 10, Nhà Trắng khẳng định chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Philippines
liên quan tới điều chỉnh quan hệ đồng minh lâu năm giữa hai nước. Trong chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày tuần trước, nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố muốn chia tách với Mỹ cả về quân sự và kinh tế. Trong bài phát biểu mới nhất ngày 26 tháng 10 tại Tokyo khi thăm Nhật Bản, Tổng thống Duterte nói rằng ông muốn tất cả binh sĩ nước ngoài rời khỏi Philippines trong vòng 2 năm tới, đồng thời sẵn sàng hủy bỏ những thỏa thuận hợp tác quân sự hiện hành để đạt được điều này, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.